Từ ngày 24 tháng 9, hơn 82.000 shipper của 34 đơn vị giao hàng sẽ do doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệm thay vì trạm y tế lưu động như trước. Nhiều hãng xe công nghệ khẳng định đã hoàn tất liên kết, phối hợp với các bệnh viện, cơ sở y tế để triển khai xét nghiệm cho tài xế kể từ ngày 24 tháng 9. Với hãng giao đồ ăn gốc Hàn Quốc, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Tổng Giám đốc Beiming, cho biết đã tiến hành xét nghiệm cho tài xế từ ngày 23 tháng 9 và tài trợ 100% chi phí xét nghiệm cho đối tác của mình. Hãng có 12 điểm xét nghiệm phân bổ khắp thành phố với thời gian xét nghiệm từ 5 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, năng lực test 200 đến 400 shipper mỗi điểm xét nghiệm. Ông Thành khẳng định hãng sẽ điều phối các đối tác và sắp xếp các khung thời gian hợp lý xét nghiệm một cách cẩn thận, nhanh chóng và thuận tiện. Về câu hỏi tự xét nghiệm có làm tăng chi phí, dẫn tới doanh nghiệp đẩy giá cước tăng cao, ông Nguyễn Việt Linh khẳng định phía Bi sẽ giữ giá cước ổn định, không thay đổi sau ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, phía Grab cho hay giá cước phải theo cung cầu của thị trường và do thuật toán nên không bình luận về giá cước sau ngày 24 tháng 9 sẽ như thế nào.